Quý vị các bạn thân mến, hiện tượng ngân hàng công thương thực sự là đây là một trong những cái hiện tượng mà khá là khó hiểu, và đôi khi thì thực sự là chúng ta cũng cần phải lưu tâm ở trong cái việc là ngân hàng công thương Việt Nam thì quý tư năm 2018 thì là báo lỗ. Và cái lỗ đến từ ngân hàng công thương thì nó là đến từ cái thu nhập lãi thuần. Một cái câu chuyện thực sự là khá là phức tạp. Nếu như mà chúng ta muốn phân tích, muốn tìm hiểu rõ và kỹ hơn ở cái ngân hàng công thương trong cái giai đoạn vừa qua, nó đã diễn ra điều gì mà khiến cho cái quý tư năm 2018 lỗ tới 1.400 tỷ. Và do được hoàn nhập dự phòng khoảng đâu gần 600 tỷ thì còn lỗ khoảng 800 tỷ. Thì câu chuyện này nó sẽ còn là một trong những cái bài toán không chỉ ở ngân hàng công thương mà nó là tín hiệu sớm cho hệ thống ngân hàng Việt Nam. Liệu trong thời gian tới có gặp những cái vấn đề khó khăn khi mà các cái khoản nợ xấu từ VAMC được trả về, cộng với việc là hạn chế tín dụng cũng như là cái hạn mức tín dụng bị hạn chế. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì theo cái báo cáo được công bố cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được gửi từ ngân hàng công thương về, thì cho thấy là chúng ta thấy được một số vấn đề như sau. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý 4 năm 2018 so với quý 4 năm 2017 của ngân hàng công thương thì giảm tới 2.233 tỷ, tương đương với là mức giảm 142%. Nguyên nhân chủ yếu thì do cái lợi nhuận trước thuế riêng lẻ giảm so với quý 4 năm 2017 khoảng 2.770 tỷ, tương đương với giảm khoảng 143%. Thì có rất nhiều lý do được đưa ra, nhưng mà trong cái câu chuyện ngày hôm nay của như một cái hiện tượng của ngân hàng công thương, thì chúng ta có thể thấy được rằng là có một câu nói vui và đùa trên các cái diễn đàn rằng là hình như là công thương đang làm từ thiện. Có khi nào mà ngân hàng công thương làm từ thiện không trời? Ở chỗ là cái từ thiện ở đây tức là cái phần mà lãi vay và lãi huy động nó bằng nhau, anh chị em và các bạn. Nó bằng nhau và nó khiến cho cái lợi nhuận từ cái hoạt động thuần của doanh nghiệp này á là giảm rất mạnh luôn anh chị em và các bạn, giảm thu nhập lãi thuần tới 6.613 tỷ. Có hai vấn đề mà chúng ta sẽ bàn trong ngày hôm nay. Thứ nhất là vấn đề quy mô, thứ hai là vấn đề về cái trích lập dự phòng rủi ro. Cái quy mô thì do là bị hạn chế của ngân hàng nhà nước trong cái việc là theo cái quy chuẩn của Basel 2, tức là không cho ngân hàng công thương tiếp tục tăng trưởng tín dụng theo cái hướng là tăng về quy mô. Lý do là công thương đã bị ảnh hưởng khá là nhiều trong cái giai đoạn trước đó, là hết cái dư địa tăng trưởng. Sorry, xin lỗi anh chị em và các bạn là nó hơi ồn một chút. Cái vấn đề thứ nhất đó là thu nhập lãi thuần bị giảm khoảng hơn 6.000 tỷ, thì bên ngân hàng công thương cho rằng là lý do và đổ lỗi cái lý do này là do nguyên nhân chính là do phương án tăng vốn của ngân hàng công thương không được phê duyệt hoặc là chưa được phê duyệt, tác động khiến dư địa tăng trưởng tín dụng của ngân hàng không có nhiều. Đó là lý do mà họ giải thích như vậy. Và trong cái quý 4 năm 2018 thì ngân hàng công thương đã điều hành giảm quy mô tín dụng khoảng 34,3 nghìn tỷ đồng. Thực sự là rất lớn, quy mô tín dụng giảm tới 34 nghìn tỷ trong cái quý 4 làm thực sự là rất lớn và ảnh hưởng đến thu nhập lãi thuần của ngân hàng này. Thì bên cạnh đó thì công thương cũng dành nguồn lực tài chính để xử lý tái cơ cấu theo phương án là tái cơ cấu của ngân hàng giai đoạn 2016-2020 do ngân hàng nhà nước phê duyệt. Thì việc công thương khẩn trương áp dụng các chuẩn Basel 2, các tiêu chuẩn phân loại nợ được nâng cao hơn, làm cho một bộ phận nợ chuyển nhóm. Đúng, cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ bàn tới trong cái cuối video này, về cái câu chuyện nợ chuyển nhóm không chỉ ở công thương mà ở rất nhiều các ngân hàng đang có cái sự chuyển nhóm chúng ta cần phải lưu ý. Có một cái điều đáng mừng đó là cái chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của quý 4 năm 2018 so với quý 4 năm 2017 thì ở công thương thì giảm khá là mạnh so với quý 4 năm 2017, và nửa đầu 2018 thì ngân hàng công thương đã trích lập dự phòng khá là đầy đủ cho cái khoản trái phiếu chuyển đổi của VAMC, để dẫn đến cái chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2017 thì tăng, nhưng mà 2018 quý 4 thì giảm đáng kể. Và có lẽ là được hoàn nhập dự phòng đâu đó khoảng 600 tỷ, khiến cho công thương chỉ còn lỗ khoảng 800 tỷ.
thực sự mà một ngân hàng hoạt động mà tôi không chưa tìm ra được cái nguyên nhân lý do tại sao họ lại lỗ tới 1.400 tỷ như vậy. Nếu mà so sánh được cái số liệu và cái chi phí huy động và cái chi phí cho vay thì chúng ta đang thấy một cái câu chuyện, đó là hai cái phần này nó bằng nhau. Bằng nhau thì chúng đồng nghĩa với câu chuyện đó là làm từ thiện, tức là chi phí vay và chi phí huy động là bằng nhau, và cái phần lỗ là do chi phí hoạt động. Thì câu chuyện này chúng ta sẽ bàn ở nhiều video tiếp theo để cảnh báo quý anh chị em và các bạn về cái câu chuyện của ngân hàng. Và cái phần tiếp theo sẽ là phần liên quan đến cái gọi là các cái nợ chuyển nhóm. Về cái phần nợ chuyển nhóm thì không chỉ ngân hàng công thương mà cả ngân hàng Vietcombank, ngân hàng BIDV, ba trong số 4 ngân hàng lớn nhất của nhà nước đang gọi là đang nắm quyền kiểm soát, thì cái phần nợ nó có một cái thay đổi rất là đáng kể mà anh chị em và các bạn cần phải lưu tâm. Đó là cái nợ có khả năng mất vốn thì tăng đột biến. So với năm 2017 thì nợ có khả năng mất vốn tại công thương là từ 5.173 tỷ mà lên tới 8.739 tỷ. Đây là vấn đề cần phải lưu ý. Phải lưu ý, rất là lưu ý ở cái chỗ là cái phần nợ này. Mặc dù là cái nợ cần chú ý và cái nợ dưới tiêu chuẩn với lại nợ nghi ngờ thì có giảm, tuy vậy thì cái nợ khả năng mất vốn là cái câu chuyện, đây là một cái bài toán chúng ta cần phải lưu tâm. Mất vốn, khả năng mất vốn thì khả năng là sẽ không thu hồi được. Và nếu không thu hồi được lên tới cả 9.000 tỷ thì là một câu chuyện rất là lớn. Ngoài ra thì ở Vietcombank cũng hoàn toàn tương đồng. Ở ngân hàng Vietcombank thì cái phần mà thưa với anh chị em và các bạn là cái phần nợ có khả năng mất vốn thì tăng đột biến từ 2.200 tỷ cuối năm 2017 lên tới 4.734 tỷ cuối năm 2018. Tất nhiên là nợ cần chú ý thì giảm và nợ dưới tiêu chuẩn thì cũng giảm. Đây là một cái bài toán mà thực sự là chúng tôi chưa tìm được cái câu trả lời thích đáng. Nếu quý anh chị em và các bạn nào mà có một cái câu trả lời thích đáng về cái câu chuyện này thì vui lòng để lại cái bình luận ở phía bên dưới video này để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi và chia sẻ thêm về cái góc độ nợ. Hiện tại thì các cái vấn đề của ngân hàng thì chúng tôi đã nói ở nhiều video rồi, đó là cái phần mà nợ bán cho VAMC sẽ bắt đầu được đổ về, trở ngược về các ngân hàng bắt đầu từ năm 2018. Bởi vì nợ bán về VAMC năm 2013, 2014, 15, 16 sẽ sau 5 năm sẽ bắt đầu sẽ trở ngược về các ngân hàng. Thì câu chuyện này cũng là một câu chuyện đáng lưu tâm cho các ngân hàng. Tuy vậy thì có một cái điểm rất là tốt và tích cực ở đây là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục nói ở phần tiếp theo. Cái điểm đáng mừng nhất ở hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng công thương nói riêng đó là cái thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ thì tăng rất là cao. Thì cái cơ cấu co cốt lõi của các ngân hàng đang có cái dấu hiệu chuyển dịch từ cái hoạt động lãi thuần, lãi từ cái gọi là chênh lệch lãi giữa huy động và cho vay thì đang chuyển dịch về cái hướng, tức là lãi từ cái vấn đề về dịch vụ ấy, thu các cái chi phí dịch vụ ấy, sẽ tăng lên. Và năm 2018 là cái năm mà là cái điển hình của việc cái tăng lãi từ cái hoạt động dịch vụ để tăng tới 34%, tăng tới 34%. Thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán thì cũng tăng, và cái chi phí dự phòng rủi ro thì đang có dấu hiệu giảm do là những năm trước đó đã trích lập rất là nhiều. Thì đây là những cái điểm đáng lưu ý và khá là tích cực ở các ngân hàng. Tổng quan ngành ngân hàng năm 2019 thì theo cái báo cáo triển vọng ngành của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV và đại diện là công ty chứng khoán BSC thì cho rằng là ngành ngân hàng chỉ được xếp ở cái mức trung lập cho năm 2019. Với cái mức tăng trưởng tín dụng được dự báo là sẽ nằm ở cái mức từ 14 đến 15% theo cái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Và do vậy thì cái NIM toàn ngành năm 2019 có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 3,4% so với mức 3,6% năm 2018. Và nhiều khả năng thì sẽ thay đổi cái mô hình ngân hàng truyền thống thành một số cái mô hình theo hướng, tức là đi vào các cái co cốt lõi về dịch vụ. Và các ngân hàng hoạt động sẽ lành mạnh hơn, an toàn hơn nhờ cái việc là thay đổi cái chuẩn từ Basel 1 lên Basel 2 để thúc đẩy lên Basel 3 trong năm 2030. Cái tỷ lệ cho vay vốn ngắn hạn trên cho vay trung hạn sẽ bị điều chỉnh về mức 40%. Đây là một trong những cái vấn đề khá là gây khó khăn cho các ngân hàng. Vì việc là phần lớn cái vốn huy động của các ngân hàng thì nằm ở cái huy động gọi là huy động ngắn hạn. Mà bị siết cái này thì cũng khá là khó. Thì theo cái đánh giá về cái việc mà tăng trưởng GDP dự kiến chỉ có khoảng 6,7% và lạm phát khoảng 4% cho năm 2019 so với cái tỷ lệ là tăng trưởng GDP 6,8% và đã đạt được 7% trong năm 2018 với mức là lạm phát khoảng 3,8%, thì cùng với sự tăng trưởng từ khu vực tư nhân
Thì từ đó thì giúp nhu cầu vay vốn để phát triển kinh doanh. Nhưng mà sang 2019 thì sẽ có cái việc là khoanh vùng về cái tăng trưởng tín dụng. Lý do chủ chốt là đến từ cái câu chuyện là cái gọi là cái biên huy động của các ngân hàng nó không còn nhiều. Lý do là do cái vốn chủ sở hữu nó chưa có cái tìm được cái giải pháp để tăng với cái vốn chủ sở hữu. Ở công thương thì đặc điểm là rất là quan trọng, đó chính là cái bán cho đối tác chiến lược thì đã bán rồi. Do đó thì cái việc tăng trưởng tín dụng đến từ chỉ có hai cách. Một là phát hành thêm, hai nữa là giữ lại vốn mà không chia. Nhưng mà ngân hàng nhà nước thì thông thường là sẽ bắt các ngân hàng có cái vốn cổ phần nhà nước thì vẫn phải chia bằng tiền để thu ngân sách. Thì cái câu chuyện là đây là một bài toán rất là khó cho một số ngân hàng mà đang kẹt cái việc là tăng cái dư địa về cái vốn chủ sở hữu, thì nó sẽ gây ra những cái khó khăn trong giai đoạn 2019. Thực sự là đánh giá toàn bộ cái quy mô của năm 2019 thì chúng ta thấy được rằng là cái tính cạnh tranh sẽ rất là cao với sự xuất hiện của một số ngân hàng, ví dụ như là ngân hàng VB Bank về bán lẻ, rồi Techcom, rồi một số ngân hàng mới xuất hiện gần đây thì sẽ làm cho cái cạnh tranh trong ngành ngân hàng là khá phức tạp. Vâng, một vài cái chia sẻ xoay quanh cái câu chuyện là làm ăn của các ngân hàng, và một cái điểm khá đáng cần lưu tâm đó là việc mà ngân hàng công thương bị lỗ trong cái giai đoạn vừa qua, thì mong rằng là đem lại một số cái hiểu biết, các cái kiến thức thêm về ngành ngân hàng, cũng như cái góc nhìn của về ngành ngân hàng trong năm 2019. Thì mong nhận được những cái sự ủng hộ của quý anh chị em và các bạn. Chúng tôi sẽ quay lại với một video tiếp theo nói về ngân hàng Vietcombank trong thời gian tới. Thì thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Mong anh chị em và các bạn luôn đồng hành cùng với Thắng ơi.